cái gì mà bò? Nóng ơi là nóng thì cứ kêu bò bò. Hay là bò cũng nóng rồi. Ra đây xem nào. Đố bắt được em. Đố bắt được em. Bỏ đi ra đây để xem bắt được cái nào. Cái bò này chả chịu nghe lời gì cả. Ý ơi, công chăn bò kiểu gì vậy mà để những con bò nó nhét sạch sau của người ta rồi. Ui giời, nó ăn thì kệ nó cậu ơi. Hả? Trời nóng quá, chắc là nó ra nó ăn cây, ăn cỏ, ăn rau cho nó mát đi đây. Tớ cũng nắng quá rồi, ngồi đây nhễ nhại hết cả mồ hôi. Tớ chả đi chăn nữa đâu. Mà trên đầu cậu đeo hai cái gì lủ la lủ lẳng đây? Cái này mà cậu không biết là cái gì á? Cái gì? Các bạn nhà mình có biết đây là quả gì không? Ừ. Một quả này, hai quả này, một quả xanh, một quả chín này. Đây là cái cặp tóc mới mua của tớ đấy. Wow. Cặp tóc hoa quả. Trời nóng cho nên phải cặp tóc như thế này cho nó tươi mát. Bạn bò nhỉ? Mà trời nóng thế này, cậu không ở nhà chạy ra đồng nắng chang chang như này để làm gì? Ở nhà ngồi điều hòa có phải là thích không? Tớ đang muốn về nhà ngồi đây này. Cậu không biết à? Hôm nay á, mất điện hết cả cái khu này rồi. Không một nhà nào có điện cả. Cho nên là tớ phải mong ra ngoài đồng này để cho nó mát đấy. Ôi giời, ở ngoài này nóng lắm. Cái gì thế? Ai cũng đang ra kia nhỉ? Ồ, trên tay còn cầm cái cốc gì ấy? Cậu ơi, hình như là con zombie hay sao ấy. Đúng là zombie rồi. Một con zombie trên tay cầm một cái cốc gì màu đỏ ấy. Cốc... trông lạ thật đấy. Trời ơi, cũng nước mát rồi. Có khi nào nhà con zombie cũng bị mất điện như nhà mình không nhỉ? Con zombie này đang khát thì chớ, trông cầm cốc nước còn thế không biết được. Giá như lúc này có cốc nước ý uống thì thích thật. Hey, cốc đất được đây. Tớ ra tớ xin con zombie xem nó có cho một hớp không nhá. Ui, bạn zombie đấy à? Bạn đi đâu đây? Trên tay cầm một cốc nước to thế, cho tớ hút một miếng được không? Trời nóng quá, tớ chỉ xin một ngụm nhỏ thôi, một tí thì ti thôi. Đi mà, cho tớ một hụm với. Ui dồi ôi, nhìn bạn zombie bạn đứng bạn hút nước kìa. Ngon thế, nước gì mà lại còn máu đỏ cơ. Đi mà, cho tớ với. Đúng là cái đồ zombie ăn độc. Xin có một miếng thôi mà cũng chả cho. Không xin được của zombie đâu. Zombie ăn độc lắm. Các cậu ấy không bao giờ cho chúng mình cái gì đâu. Nhưng mà cậu ơi, nhìn kìa. Cái gì hả cậu? Con zombie đang cầm một cái phao đi đâu ấy. À, cậu ơi, hình như là con zombie này nó đang chuẩn bị đi bơi. À, đúng rồi đúng rồi. Hôm nay nóng như thế này mà, chắc chắn là con zombie cầm cái phao bạc vàng cái đi bơi rồi. Đấy, tớ bảo rồi mà, nhảy xuống hồ bơi rồi cái kia. Ôi mà cậu ơi, con zombie nó để cái cốc nước ở bên trên kìa. Tớ nghĩ ra cái này. Tớ cũng nghĩ ra cái này. Không biết là ý tưởng của cậu có trùng với ý tưởng của tớ không nhỉ? Của zombie này mùi thơm thế này, vẫn còn đang mải miết bơi kìa cậu ơi, không biết gì luôn. Zombie là đang thích bơi cậu ạ. Đang thích nước kìa, đang cầy nước kìa. Tớ khát quá chàng ơi, tớ có ý này. Cậu có ý gì cơ? Cái gì vậy? Ống hút chứ còn gì. Mình hút một miếng nhỏ zombie chắc không biết đâu. Tỉnh cả người. Vị gì vậy cậu? Ui, cho tớ thử uống một miếng xem nào. Tớ uống một miếng nhỏ thôi nhá. Vị dâu tây các cậu ơi. Nước này là nước vị hoa quả cậu ạ. Ngon thật đấy. Nhưng mà thôi cậu ơi, đừng uống nhiều, không là zombie phát hiện ra đấy. Lát nữa cậu ý mà bơi xong đi lên bờ, thấy cốc nước vơi đi một nửa là thể nào cậu ấy cũng biết là có người uống trộm nước của cậu ấy. Nhưng mà cậu có biết cái bạn zombie này lấy ở đâu ra cái nước hoa quả ngon như thế này không hả cậu? Nước hoa quả thì làm từ hoa quả, đơn giản thế. À đúng rồi, trên đầu cậu có hai cái quả kia. Hay là bọn mình cũng về ép ra làm nước hoa quả đi. Đây là cái cặp tóc giả vờ của tớ mà, chứ có phải là quả thật đâu. Đây là quả táo này, đây là quả quýt này, nhưng đều làm từ xốp thôi, chứ không phải là quả thật.
Bây giờ mà muốn uống nước hoa quả thì chúng mình phải đi hái quả thật về làm thì mới uống được. Tớ nghĩ ra một cách này hay lắm. Bây giờ cậu thích uống nước từ quả nào cậu đi tìm đi. Tớ cũng đi tìm loại quả của mình. Xong tí nữa gặp nhau ở nhà tớ nha. Ở đây có một bụi dứa siêu to luôn các bạn ơi. Không biết là có quả dứa nào trong này không nhỉ? Để thử vào tìm xem nào. Đây dứa này có quả nào không nhỉ? Không thấy quả nào cả. Trong này có không? Ui. Không có quả nào cả. Tìm được quả dứa mà làm nước ép dứa thì hơi bị ngon đấy. Tên quả gì mà lại có cái gai sắc nhọn như thế này nhỉ? Các bạn ơi, một quả dứa chín, đúng thứ mình cần tìm rồi. Bây giờ làm cách nào để nhổ quả dứa này ra nhỉ? Phải dùng đến sức mạnh và đôi bàn tay này. 1, 2, 3. Quả dứa này chắc quá. Lại nào, 1, 2, 3. Thơm quá, phải mang về cho bạn nhím mới được. Muốn ra được cái nước máu đỏ như kiểu của zombie ý, thì phải là nước dưa hấu. Dưa hấu mới có máu đỏ. Đây là vườn dưa hấu với cả dưa chuột nhà mình đấy. Nhưng mà xem có quả nào thôi nhỉ. Ui, quả dưa chuột này bé quá. Nước dưa chuột. Quả này to hơn một tí này. Xem có quả nào nó to nó ở gốc không nhỉ. Kia rồi. Hôm trước mình đã nhớ là còn sót lại một quả dưa hấu mà lại. Ui. Chín rồi đấy. Được rồi. Here we go. Lấy ra này. Quả này mà làm nước thì còn nhiều hơn của zombie nhiều. Đi về thôi. Dưa hấu đây, dứa đây. Bây giờ chúng mình ép ra để làm nước hoa quả cậu. Không, cậu ơi. Nếu mà ép ra mà làm nước cho vào cốc thì trông giống bạn zombie lắm. Tớ có cách này hay hơn cơ. Cách gì cơ? Mình sẽ làm một gọi là một cái bình nước hoa quả. Từ quả dưa hấu này luôn á. Đúng rồi. Bây giờ tớ sẽ khoét một lỗ ở trên cái quả dưa này. Để chúng mình sẽ phải lấy ruột quả dưa ra, sau đó sẽ ép ruột ra để lấy nước đúng không? Đúng rồi, mình sẽ làm một, đây chính là một cái bình đựng nước. Đấy, ui. Dưa ơi, mở ra. Ôi. Nhìn thấy chưa? Sau đó bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là sẽ phải quét ruột ở bên trong. Ngon, y như cái nước của bạn zombie ấy. Mình không cần phải quét đâu cậu ơi. Mình quét một ít ra. Sau đó rồi mình chọc. Là nước nó sẽ tự chảy ra cậu ạ. Đấy, cho một ít vào đây. Sau khi đã có chỗ rồi, mình sẽ xâm chọc như này. Đấy là nước trong quả dưa hấu này nó sẽ chảy ra. Hóa ra là phải khoét một lỗ trước như thế thì chúng mình mới lấy ruột được của quả ấy ra đúng không? Đúng rồi. Thế thì để tớ khoét một lỗ nhá, của quả dứa này. Quả dứa này có vẻ cứng hơn quả dưa hấu của cậu đấy. Khó lấy ra thật. Quả dứa này khó lấy quá. Cố lên, mạnh vào. Cái vỏ của nó cứng rất lắm ạ. Em ơi, cậu phải làm cẩn thận chứ. Bắn hết vào người tớ rồi. Ui, tớ không cố ý. Tại vì miếng dứa này nó khó lấy quá cậu ạ. Quả dứa này của tớ không thể dầm ra nước giống như của bạn nhím. Cho nên là phải quét ruột ra này. Xong lát nữa, tớ sẽ đem chỗ ruột này vào ép nước ra. Được rồi đấy Trang ơi, quả dưa hấu của tớ cũng đầy nước bên trong rồi. Sau đó mình sẽ đậy lại như thế này. Bây giờ đến lượt bắt cái vòi này vào. Sẽ làm như một cái vòi nước luôn. Ai chà, một cái bình nước dưa hấu luôn. Bây giờ tớ sẽ chỏ một cái lỗ nhỏ nhỏ ở trên cái quả dưa hấu này của tớ này. Để chúng mình có thể nhét cái vòi vào được các bạn ạ. Đấy. Một cái lỗ tròn. Cái lỗ này phải bé hơn cái đầu vòi nhá, chứ nếu không là nó sẽ bị chảy nước ra ngoài đấy các bạn ơi. Đấy.
Sau đó mình sẽ xoáy cái vòi này của mình vào. Sẽ vặn chặt cái vòi này vào. Rồi. Chặt rồi đấy. Ui. Cậu ơi, này. Sao cái này bị ngược à? Nó lại ngược xuống nhỉ. Đấy. Rồi. Đấy. Xong rồi cậu ơi, nhìn này. Nhưng mà liệu nó có ra nước được không? Các bạn cùng xem cái này nó có ra được nước không nhá. Vặn cái vòi này nè. Phải giữ vào đây con lật. Wow, nước màu đỏ giống như bạn zombie luôn. Đây. Thơm thật đấy. Nó ngọt, nó mát cậu ơi. Ui thích thế, bây giờ cậu làm vòi cho quả dứa hộ tớ với. Cho chỗ dứa này vào cái máy ép này. Bây giờ tớ sẽ ép ra nước để lấy nước dứa, đổ vào quả dứa nha. Nào, ép nào, ép nào. Đây, tớ cũng đang khoét một lỗ và cho quả dứa vào cậu đây. Sau đó mình sẽ lại tiếp tục lắp cái vòi này vào này. Đấy, được rồi đấy. Trông hay chưa? Quả dứa của tớ thì nhỏ, trong khi đó cái vòi này to và dài quá. Nhưng mà như này, nó sẽ nhận thức được dưa hấu của tớ không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ vặn cái vòi ra. Nước dứa đến rồi đây, nước dứa đến rồi đây. Bây giờ chúng mình sẽ đổ chỗ nước dứa này vào trong quả dứa này nhé. Nào 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 nào, để tớ thử xem cái vòi dứa này của cậu có hoạt động không nhá. Hai cái bình nước trông ngon hấp dẫn thật đấy. Vặn ra này. Nhiều quá thôi. Cái vòi này của cậu á, nó còn to hơn cả vòi vào vài dưa hấu của tớ cơ. Wow. Ngọt ngọt chua chua. Ngon đấy cậu ơi. Cậu đưa đây để tớ uống thử xem nào. Chua ngọt, thế nhưng mà vẫn còn thiếu một thứ gì cậu có biết không? Thiếu đá. Bây giờ chúng mình sẽ đi lấy những viên đá nhỏ cho vào trong các cái quả này để làm nước của chúng mình mát lên, uống mới ngon. À đúng rồi đấy, bây giờ có những cái viên đá nhỏ này. Đây. Tớ sẽ cho vào bên sau quả dưa hấu của tớ. Cho vào bên trong này này. Cho vào bên trong này. Đó. Ôi, rơi cả đá xuống dưới rồi. Cậu làm cẩn thận chứ. Cho vào bên trong này này. Đấy. Còn quả dứa này của cậu bé hơn thì cho hai cục thôi. Cho vào đây này. Cho vào này. Rồi. Thế là bây giờ mình đã có được một cái bình nước hoa quả tươi ngon luôn. Bây giờ giá đồng á, gặp ai tớ cũng cho luôn, chứ không như bạn zombie kia xin mãi chả được một hớp. Đi đi thôi. Nào, vừa đi á, vừa có nước mát uống luôn. À, em Cam đây rồi. Cam ơi, qua lại đây anh Bảo. Cho em Cam thưởng thức cái này của anh nhá. Đấy. Em uống đi. Uống ít thôi đi. Uống xem có ngon không.